Con mới được con được nghe giảng mới về việc lý do tại sao Đức Phật khi đi xuất gia và việc lựa chọn hai con đường. Một là chuyển luân pháp vương. Hai là chuyển luân thánh vương. Vì trong xã hội phân chia giai cấp Ấn Độ thời bấy giờ, muốn ổn định trật tự xã hội hay thay đổi tư tưởng thời đại thì chỉ chọn một trong hai con đường đó, và một là trở thành vị vua của những vị vua, hai là trở thành một nhà triết học tôn giáo tu sĩ. Lúc bấy giờ thành Ca Tỳ La Vệ chỉ là một tiểu vương quốc nhỏ trong hàng trăm những nước cường quốc xung quanh, nên việc chọn con đường chuyển luân thánh vương hầu như là việc bất khả thi. Cho nên Đức Phật chỉ còn cách lựa chọn con đường thứ hai là trở thành một nhà cách mạng đạo đức tôn giáo triết học. Sư nhận xét sao về việc này, có gì phản biện hay không? À, sư nói nó đơn giản. Cái nước Nhật á, nó vốn dĩ là nó nhỏ, nhưng mà vào cái thời điểm thế chiến nó gieo rắc kinh hoàng cho thế giới. Còn sau thế chiến nó là một trong những cái nền kinh tế lớn của thế giới. Thì cái chuyện mà cái diện tích và cái số lượng con người nhỏ nó có phải là vấn đề hay không? Cái thứ hai, quý vị không hiểu về một cái vị chuyển vua chuyển luân vương là như thế nào. Vị vua chuyển luân vương á, đúng là vị này có lính, có tướng. Nhưng mà cái cách mà một vị chuyển luân vương đi chinh phục á, lạ lắm. Bởi vì ngài không bao giờ đổ máu. Ngài có chỉ là bởi vì giống như là trang sức có vậy thôi. Chứ ngài đi chinh chiến không bao giờ đổ máu. Mà ngài bằng cách nào một vị vua chuyển luân chinh phục thế giới bằng cách nào? Ngài đi đến đâu người ta thuần phục ngài tới đó. Người ta chỉ cần thấy ngài là người ta thuần phục. Dân đất, dân vương, dân hết, người ta thuần phục. Quý vị thấy lạ đúng không? Khi Đức Thế Tôn xuất gia, ngài bỏ hết. Và ngài khi mà ngài đi khất thực á, ngài đi đến hình như là thành thành gì ta, của vua Pasenadi. Mà vua Pasenadi đó là một trong những là vua của một một trong những vương quốc hùng mạnh nhất ở cái xứ đó lúc bấy giờ. Cái diện tích là rộng lớn nhất nha. Và khi nhà vua thấy thấy ngài đó, không biết ngài là ai, không biết ngài là ai, nhưng mà nhìn thấy ngài tự nhiên mời ngài vào hoàng cung và nói: thôi ngài xuất gia làm chi vậy, ngài ở đây đi, trẫm nhường một nửa vương quốc cho ngài, hai chúng ta cai trị. Tự nhiên một nửa vương quốc là nhường cho ngài, không cần lý do, chỉ cần nhìn thấy Đức Thế Tôn, chỉ cần nhìn thấy Đức Thế Tôn thôi nhé. Mà khi đó là ngài chưa chứng đắc đạo quả gì hết ấy. Ngài chỉ vừa mới xuất gia, nhưng mà người ta nhìn mặt của ngài là người ta muốn bỏ hết. Nhưng người ta muốn bỏ hết. Thì một vị chuyển luân vương cũng y chang như vậy, ngài không cần phải chiến tranh, có binh có tướng đúng, nhưng mà cái cách ngài chinh phục thế giới là đi đến đâu là người ta nhường ra đến đó, người ta nhường ra đến đó. Thành ra là cái chuyện mà diện tích của một quốc gia đó, nó không quan trọng nha. Nếu như mà ngài muốn làm chuyển luân vương á, là cái chuyện đó đơn giản nha, đơn giản. Mình đừng có lấy cái suy nghĩ mà mình chưa có đọc tài liệu.
Để mà mình phân tích thì nó kỳ lắm. Nhắc mới nhớ, đừng đừng có nói là vị vua chuyển lương vương rồi chỉ chinh phục đơn giản là một hai quốc độ. Khi mình thậm chí nói theo cách của mình á, là khi một vị vua chuyển luân á, đi đến một hành tinh khác nha, thì người dân của hành tinh đó tự nhiên thuần phục không cần chiến tranh. Tức là chỉ cần là một vị vua chuyển luân á, có mặt ở hành tinh đó thôi, mình gọi là người ngoài hành tinh ha, thì tự nhiên là những chúng sanh ở đó là thuần phục. Cho nên là đừng coi thường cái khả năng của một vị chuyển luân vương nha.